Cách luyện đạo đức của Benjamin Benjamin Franklin mong muốn trở thành người có đạo đức tốt nên ông nghĩ ra phương pháp luyện tập từ bỏ dần những thói xấu và hình thành những thói quen tốt. Ông liệt kê ra 13 đức tính cần thiết và định nghĩa rõ ràng như sau. chừng mực, không ăn đến chán, không uống quá nhiều. Yên lặng, chỉ nói điều có lợi cho người khác và bản thân thứ tự sắp xếp mọi thứ trật tự và phân chia công việc hợp lý quyết tâm việc cần làm và nên làm thì làm tới cùng tiết kiệm chi tiêu dùng vào những việc có ích cho mình và cho người khác chuyên cần luôn sử dụng thời gian vào những việc hữu ích cho mình và cho người khác thành thật suy nghĩ ngay thẳng công bằng và nói đúng những gì mình nghĩ trong đầu sẻ chia tránh sự thái quá trong hành vi và thái độ sống tập chịu đựng bị trách mắng khi mình có lỗi sạch sẽ giữ gìn sạch sẽ thân thể trang phục và nơi ở bình tĩnh không bị phân tâm bởi những chuyện nhỏ hoặc những rủi ro bất khả kháng trong sạch trong các mối quan hệ điều tiết sinh dục không vì cảm xúc mà ảnh hưởng đến sự yên bình thanh danh của bản thân và người khác Khiêm tốn, luôn khiêm hạ, hòa thuận trước người khác. Ông lập ra một bảng biểu, nếu có lỗi thuộc đức tính nào thì ông chấm vào ô đức tính đó, khi nào vững được một đức tính rồi thì mới rèn luyện đức tính tiếp theo. Ông làm kiên trì như một thói quen. Benjamin Franklin là một tấm gương sáng cho cả nước Mỹ và thế giới về chuẩn mực đạo đức và sự cống hiến. Chính vì vậy nên ông được in hình lên tờ tiền Mỹ dù không phải là tổng thống. Kết luận, người thành công là người phát triển được phẩm chất đạo đức của mình và mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, chỉ có những người như vậy mới có hạnh phúc và được thế giới ghi ơn, tôn vinh qua nhiều đời.